Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Thì hôm nay sẽ tiếp tục về một cái series về cái sản phẩm SMSL DO100 mà là trong cái video lần trước em có review cho mọi người rồi đấy. Thì hôm nay em sẽ quay trở lại để cùng kiểm chứng một vài cái khả năng tái tạo của chiếc DO100 này, xem là cái chất lượng âm thanh mà nó mang lại có thật sự là hay như cái thông số của nó hay không. Đấy, chúng ta sẽ có một cái đánh giá thực tế trong cái video clip này. Thì với những cái video test cái chất âm thực tế thì em luôn luôn là hy vọng mọi người sẽ ngồi lắng nghe xem qua cái video này để cảm nhận được một phần cái khả năng tái tạo âm thanh của nó. Đương nhiên là khi mà em thu bằng điện thoại này rồi mọi người cũng nghe bằng điện thoại thì nó sẽ không được chuẩn chỉnh cho lắm. Đấy, nên là nó vẫn có một cái gì đấy mang thiên hướng âm sắc hợp với một vài người hoặc là hợp với người này người kia, nó vẫn thể hiện được, nó không thể hiện được rõ ràng nhưng mà chắc chắn là khoảng 60-70% thì chúng ta cũng có thể đánh giá được. Nên là khi mà mọi người xem những cái video mà test chất âm như thế này thì mọi người hãy để lại cho em những cái ý kiến đánh giá ở trong cái phần bình luận dưới video này nhé. Em sẽ rất cảm ơn mọi người đã để lại những cái ý kiến như vậy để cho chúng ta có những cái test thực tế, phải test thực tế. Thì mọi người đã không có cơ hội được đến nghe trực tiếp rồi thì chúng ta sẽ nghe qua một chút để em test nó chi tiết hơn để chúng ta có thể cảm nhận được cái khả năng tái tạo âm thanh của nó. Và đương nhiên là em sẽ test bằng cổng quang trước nhé. Em sẽ test bằng cổng quang kết nối lên Smart TV của em. Rồi tí nữa thì em sẽ bắt Bluetooth. Đấy. Hôm nay thì em sẽ không test OTG bởi vì là đương nhiên mọi người đều biết rằng là khi mà chúng ta truyền tín hiệu qua đường USB phía sau thì nó sẽ tốt, tín hiệu nó tốt nhất rồi. Nên là em sẽ không test bằng cái OTG nữa mà em chỉ test Bluetooth để kiểm tra cái tính năng Bluetooth của nó này và tính năng cổng quang xem là nó hoạt động có thật sự tốt như là cái giá trong cái phân khúc của nó không. Đấy. Và đây cho những ai chưa biết thì SMSL DO100 có thể nói là đánh giá là đây hiện tại đang là một cái phiên bản DAC tốt nhất trong cái phân khúc tầm trung nhá. Tốt nhất trong cái phân khúc tầm trung. Thậm chí nó sẽ được đánh giá nhỉnh hơn cả topping D50S nhé mọi người. Đấy, cho những ai chưa biết được cái video này thì không làm mất thời gian của mọi người nữa vì bây giờ em sẽ test trực tiếp một đoạn chất âm của DAC SMSL DO100 để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Chúng ta vừa được trải nghiệm một đoạn chất lượng âm thanh với khả năng tái tạo của DAC SMSL DO100 qua cái kết nối cổng quang lên Smart TV của em. Thì với cái bản nhạc này thì nó không có lời, tí nữa em sẽ test một cái bản thiên về vocal nhiều hơn để cho mọi người có cái đánh giá rõ hơn nhé. Và em sẽ dùng đến Bluetooth đi ạ. Em sẽ thử tính năng Bluetooth của chiếc này xem có thật sự hay như quảng cáo hay không. Và đương nhiên là với Bluetooth hỗ trợ LDAC thì chúng ta sẽ phải kết nối. Và đương nhiên rồi, lúc nãy thì mọi người thấy rằng là tần số lấy mẫu đang báo là 48 kHz, tức là chơi ở TV xuống bằng đường cổng quang. Thì với những cái bản nhạc với tần số lấy mẫu thì nó khoảng 48,
thì bây giờ em sẽ đổi chế độ đầu vào thành Bluetooth nhé. Chúng ta sẽ đổi thành BT, tức là Bluetooth. Và với Bluetooth thì ta cần vào trong điện thoại của chúng ta. Đấy, vào trong điện thoại của chúng ta. Sau đó là chúng ta sẽ kết nối Bluetooth. Đấy, nó sẽ hiện ngay lên cho mọi người ở trên màn hình là SMSLDO100. Thì mọi người sẽ kết nối với nó. Phạm vi của chiếc này khá là rộng nhé mọi người. Nó sẽ dao động từ khoảng 12 đến 15 mét ổn định, có thể cách khoảng 1-2 bức tường gì đấy. Nó sẽ ổn định. Thì mọi người có thể cân nhắc cái phạm vi để hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình nhé. Thì chúng ta sẽ ghép đôi này. Đã kết nối thành công. Đấy, mọi người lưu ý là khi mà kết nối thành công thì như vậy chưa xong nhé. Chúng ta sẽ phải vào trong cài đặt xem là mình đã bật cái tính năng LDAC lên chưa. Đấy, nếu ai chưa bật thì mọi người hãy bật cái LDAC lên. Tại sao lại bật lên? Bởi vì là khi mà một chiếc DAC có hỗ trợ Bluetooth LDAC, tức là chúng ta có thể là same rate cái tần số lấy mẫu lên, tức là làm tăng cái tần số lấy mẫu lên để nghe cảm giác nịnh tai hơn. Thì chúng ta có thì chúng ta cứ tận dụng thôi. Đấy, chúng ta cứ tận dụng thôi ạ. Và một cái lưu ý nữa là mọi người phải bật cái âm lượng trên điện thoại lên cho em nhé. Bật max âm lượng trên điện thoại lên để nó đưa tín hiệu sang DAC được to nhất và rõ ràng nhất. Thì bây giờ em sẽ chuyển qua kết nối qua Bluetooth và chúng ta sẽ bật một bài bất kỳ ở trên điện thoại của chúng ta. Lúc nãy khi mà em bật lên, bật nhạc lên chẳng hạn như thế này, em bật nhạc. Đấy, mọi người có nhìn thấy là ở trên màn hình có chữ là LDC, tức là LDAC đấy nhá, tức là LDAC. Với những dòng DAC khác thì họ sẽ hiện cái tần số lấy mẫu là 96. Tuy nhiên là khi mà em bật cái DO100 này thì nó sẽ hiện lên là LDAC, có nghĩa là tần số lấy mẫu lúc đấy cũng là đang là 96 kHz rồi. Với cái độ chi tiết khi chúng ta chơi qua Bluetooth chẳng hạn như ở được khoảng 7.5 điểm, thì khi chúng ta chơi có OTG thì cái độ chi tiết nó có thể lên 9 điểm tầm đấy nhé mọi người. Thì chúng ta thấy được rằng là kết nối có dây thì lúc nào cũng tốt hơn, tuy nhiên là Bluetooth thì nó sẽ tiện hơn. Với những dòng Bluetooth hỗ trợ LDAC thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác nịnh tai hơn, nghe rất là hay. Đấy, đấy cũng là một cái trải nghiệm với DO100. Thì sản phẩm này thì nó có nhiều cái rất là hay mà em thích. Ở trong cái video lần trước em cũng có chia sẻ rồi, như là nó được tích hợp luôn cả nguồn tuyến tính ở trong máy rồi này. Chính vậy chúng ta sẽ không cần phải dùng qua các cái cục sạc 5V để tuổi thọ của thiết bị được ổn định hơn này. Cái thứ hai là âm thanh tĩnh hơn và hay hơn nhá. Với cái đấy thì mọi người có thể là lưu ý thêm. Ngoài ra thì hiệu năng thì có thêm cả đường Balanza nữa, nên là mọi người có thể tận dụng cái giải động của đường Balanza để cấu sang một cái bộ dàn, kéo nó sang một cái bộ dàn karaoke nữa, chạy song song hai dàn cùng một lúc để có thể trải nghiệm âm thanh. Những cái ưu điểm như vậy khiến cho DO100 trở thành một cái phiên bản sắp tới em nghĩ là sẽ rất là hot, bởi vì cái giá thành của nó không đắt như M200, nhưng mà hiệu năng của nó mang lại thì lại không thua kém gì M200 cả, nhìn hơn cả D50S. Đây là những cái trải nghiệm mà mọi người có thể là cân nhắc và nên sử dụng thử với cái DO100 này. Thì hy vọng là với cái video test chất âm này sẽ cho mọi người thấy được những cái cảm nhận, cái khả năng tái tạo của DO100 để chúng ta có những cái đánh giá trước khi mà mình xem là có cần thiết với cái nhu cầu của mình hay không. Đấy, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nhớ là
Hy vọng là mọi người sẽ để lại cho em cái ý kiến đánh giá ở cái phần bình luận của video này nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Em quên mất là sẽ phải báo giá cho mọi người nữa nhỉ. Với cái video này thì cái sản phẩm SMSL Dell 100 này thì em đang bán tại Bảo Tín với giá là 5.580.000 đồng nhé mọi người. Em có tặng kèm một dây quang audio quét và miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho mọi người. Sản phẩm thì chắc chắn là phải cam kết là hàng mới 100%, hàng chính hãng 100% và bảo hành cho mọi người 12 tháng. Đấy. Và ngoài những cái hậu mãi như vậy thì các cái phụ kiện đi kèm như là dây qua, dây AV, dây đồng trục, dây AV, dây ba lần hay là tất cả những cái phụ kiện khác đi kèm thì mọi người đều được mua với cái giá ưu đãi hơn, tức là giá gốc mà em nhập vào khi mua kèm với SMSL Dell 100. Ngoài ra thì em sẽ tặng nhạc miễn phí cho mọi người nếu mọi người có nhu cầu nhé. Nếu mọi người có nhu cầu thì cứ nhắn tin liên hệ cho em. Khi chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được cóp nhạc miễn phí qua USB hoặc ổ cứng nếu mọi người gửi qua cho em. Hoặc là em cũng có bán nếu mọi người có nhu cầu mua. Ngoài ra thì em sẽ có thể là gửi qua Zalo để mọi người có thể đao về máy tính hoặc là nghe qua điện thoại. Đấy là những cái hậu mãi của Bảo Tín Audio. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau nhé. Xin cảm ơn.